Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy in ZD230. Đây, thì để sử dụng thì mình trước tiên là mình phải biết cách là lắp đặt giấy mực. Thì em xin hướng dẫn mọi người cách lắp đặt giấy mực đối với máy in này. Sau đó thì em sẽ hướng dẫn mọi người là cách vệ sinh máy để sử dụng máy sao bảo quản máy sao cho nó tốt, in là những bản in có thể là chất lượng hơn, đẹp hơn và bền hơn, quan trọng nhất. Để tiến hành lắp đặt giấy mực với đối với máy ZD230 này thì các bạn cần chuẩn bị như sau. Thì đây bao gồm là hai loại, đó là đây loại mực và loại thu, thì cái này đi kèm theo máy nhé các bạn. Thì bên máy cũng cung cấp cho mình hai cái loại thu này luôn, loại thu gỗ này bằng giấy này, thì đây là loại thu với cồn mực 300m, còn đây là loại thu với cồn mực là 75m. Thì tiếp theo các bạn cần mua thêm giấy đề can và mực in để mình có thể là lắp đặt. Thì em xin hướng dẫn các bạn các bước để lắp đặt như sau. Đầu tiên các bạn để mở nắp máy lên, các bạn nhìn hai bên có hai cái tai màu vàng này. Đây nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ làm thao tác là mình kéo nhẹ hai bên này lên để mở cái nắp máy, nắp của máy lên. Đây mở thẳng lên, thẳng đứng lên như vậy. Rồi tiếp theo thì để lắp giấy thì mọi người đây có thể thấy đây là cái cục để mình gắn giấy vào. Đây mình có thể là di chuyển ra vào được này. Nó sẽ có lò xo ở bên dưới để cho vừa có cái giấy. Rồi các bạn kéo ra, sau đó là để giấy vào. Nó sẽ tự động, cái này nó sẽ tự động nhả vào tại vì có lò xo. Sau đó các bạn kéo giấy cho nó luồn xuống ở hai cái nẹp màu vàng này để nó giữ giấy, không để giấy nằm phía ngoài bên này nó sẽ bị chạy qua chạy về làm lật content, lật nội dung in của mình, nên các bạn nhớ là phải để xuống bên dưới nhé. Đó, thao tác lắp giấy rất là đơn giản. Đó, các bạn chỉ cần vậy, nhớ kéo giấy ra khỏi cái trục ruler này, không tránh trường hợp là lắp giấy và các bạn để ở sâu ở bên trong này thì máy nó sẽ báo lỗi và không thể in. Các bạn nhớ là kéo giấy ra ngoài thế này. Đó, thao tác các lắp giấy đã xong. Thì tiếp theo em xin hướng dẫn mọi người lắp mực. Thì để lắp mực thì mọi người thấy là trên hai thân này, đây có thể nhìn rõ là về ngăn bên dưới này để mình có thể là lắp cái trục mực và cái cuộn mực. Thì đây là cuộn mực mà mình sử dụng test cho các bạn xem. Thì mực thường có hai loại mực chính, đó là một là mực outside hoặc là mực inside. Mực outside là mặt mực nằm bên ngoài, mực inside mặt mực nằm bên trong. Thì nếu các bạn có thể không biết được cái mặt nào mặt mực thì mình có thể là sử dụng là lột một con tem ra để mình test. Tại vì nếu các bạn lắp ngược mực thì dẫn đến tình trạng là in không ra chữ. Mình dán thôi bên ngoài này, mà thấy có mực này, nghĩa là mặt này là mặt outside, mặt ngoài có mực. Dán vào bên trong, không có gì hết. Nha, thì mặt mực nó nằm phía bên ngoài. Rồi, để thì lại mình có nói là ở phía dưới này để mình lắp mực này. Đây, các bạn thấy đây vị trí mình để vuông ra. Rồi thì mặt mực nằm bên ngoài thì mình sẽ để như thế này, mặt mực sẽ áp xuống mặt giấy như vậy. Đây vị trí nó sẽ như thế này. Mình luồn cái thân ống mực này qua. Đây, các bạn nhớ để bên này qua, để vào. Rồi qua bên này mình xoay cho nó vào cái khớp của máy. Đây, đó là vào cái khớp của máy. Vậy là ok. Rồi còn phía trên này, mình cũng làm tương tự. Mình bỏ cái lõi thu đi kèm theo máy này vào. Đây, sau khi mình bỏ vào rồi mình cũng gắn vào y chang như ở dưới kia, các bạn là đẩy qua phía bên này. Dừng đi. Rồi sau khi các bạn để cái lõi của máy đi kèm vào trong cái cuộn giấy này thì các bạn gắn vào phía trên. Đây cũng làm thao tác y chang như bên dưới, đẩy vào. Đây các bạn thấy đây có cái rạch này, mình sẽ để vào cái khớp ngay cái vị trí này đó, các bạn thấy khớp không đó, mình để vào cái cố định lại. Ok, như vậy là xong. Cái này thì mình để gắn cái mực lên trên cái cuộn thu thì mình có thể là lột một con tem đây, sau đó mình dán vào để cho nó cố định lại cái mực này, sau đó mình cuộn vào. Đây các bạn có thể cuộn cửa hai vòng. Các bạn có thể là cuộn cửa hai vòng, lại vừa làm nó bị tuột ra khỏi cái khớp đó. Như vậy là
quá trình lắp giấy mực đã xong thì các bạn đóng lên xuống, đóng xuống thì nghe tiếp tật như vậy. Còn nếu các bạn sử dụng cái cuộn mực nhỏ, cuộn mực 75m thì các bạn cũng sử dụng như trang. Đây là loại mà lớn, còn đây loại nhỏ thì các bạn đẩy qua bỏ vào, nó cũng sẽ có cái khớp nhỏ màu đen ở đây. Đây các bạn thấy cái khớp nhỏ ở đây không? Đó, các bạn chú ý nhé, đây cái khớp nhỏ màu đen các bạn đẩy vào thì cái loại giấy nó cũng sẽ có cái rần ở đây, thì để đưa vào nó sẽ có cái loại màu đen này đó. Nếu mà các bạn sử dụng mực 75m nha thì nó làm tương tự như vậy, lắp ở giữa xong rồi lắp ở trên, trên là cái loại thu rồi. Như vậy là quá trình lắp đặt giấy mực đã hoàn thành. Thì tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là calibrate để cho máy nó hiểu cái khổ giấy. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách lắp đặt giấy mực. Thì tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người là cách vận hành đối với cái máy này. Thì đầu tiên các bạn cắm nguồn vào. Đây là có cục adapter nha. Máy sử dụng adapter nguồn 24V. Đây, cắm vào ở phía sau này. Rồi tiếp theo ở phía trên đầu máy nó sẽ có một cái nút nguồn. Thì mình nhấn để mở nguồn lên. Các bạn đợi máy đang ở màu cam này, nó sẽ chuyển thành màu xanh vàng. Thì nó đang khởi động. Lúc nào chuyển thành màu xanh vàng thì nó sẽ đây, màu xanh đây. Là máy đã khởi động hoàn thành. Thì tiếp theo để bắt đầu sử dụng thì các bạn lúc mà lắp đặt giấy mực mới thì các bạn cần phải calibrate giấy, hoặc là các bạn sử dụng nhiều loại giấy khác nhau. Mà mỗi lần đây hai loại giấy của mình khác nhau nhá. Và mỗi lần các bạn thay cái giấy mực mới. Mà giấy mực mới nha. Còn nếu mình sử dụng lại cái này thì mình không cần. Mình giấy mực mới thì mình cần phải làm thao tác cho máy nó hiểu cái khổ giấy này. Đó là thực hiện thao tác là calibrate giấy cho máy nó hiểu khổ giấy. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thao tác này. Thì các bạn có thể làm theo mình nha. Thì mình sẽ nhấn giữ cái nút này gọi là nút fit. Mình sẽ nhấn giữ lúc nào các bạn thấy đèn chớp hai chớp thì mình thả đây ra. Đây mình sẽ làm này, mình nhấn giữ nha. Các bạn để ý đèn nha. Một chớp. Rồi, hai chớp liên tục mình thả đây ra. Thì các bạn có thể thấy là máy sẽ chạy ra một đoàn giấy cỡ tầm 3 trang giấy. Đó, thì mình bấm nút phím này thì nó sẽ ra đúng các giấy của mình này. Để cho mình điện giảm xé này. Đó. Thao tác này là làm để tránh lúc mà mình in nó không bị báo lỗi, hoặc là báo lỗi không hiểu giấy, hoặc là máy báo đen đỏ thì mình có thể làm thao tác đó. Thì các bạn nhớ là nếu mà các bạn sử dụng khổ này rồi, thay lại khổ này thì không cần làm. Mà còn nếu mà sử dụng khổ này, thay khổ này vào thì sẽ làm lại thao tác đó, hoặc là thay ngược lại thì các bạn cũng phải làm nhé. Thì em xin hướng dẫn mọi người cách vệ sinh máy để có thể là bảo quản và sử dụng máy tốt hơn. Thì để vệ sinh máy thì mọi người chuẩn bị giúp em là một ít là bông ngòn nhé. Đây là một bông ngòn trắng bình thường thế này. Cái thứ hai đó là cồn y tế, cồn 90 độ. Thì hai thứ này mình có thể mua rất dễ dàng ở ngoài các quầy thuốc tây hoặc là ở bên ngoài. Các vật dụng rất là đơn giản. Thì trước khi để mình vệ sinh thì để tránh những cái rủi ro hay là những sai sót mà gây độ cồn hoặc là ảnh hưởng tới điện an toàn nhất thì mình nên tắt máy. Này các bạn nhấn giữ nút nguồn để tắt máy nhé. Tắt máy sau đó là mình rút điện ra để trước khi vệ sinh để đảm bảo an toàn nhất cho máy cũng như là một số sự cố gì đó có xảy ra không đáng có. Thì để vệ sinh thì mình cần mở nắp máy lên. Thì thường thì mình sẽ có giấy mực ở trong máy thì mình sẽ bỏ giấy mực ra. Đây, bỏ giấy mực ra, bỏ giấy ra này. Đó, bỏ luôn cuộn mực ra. Đây, mình bỏ ra bên ngoài. Rồi, thì cái vị trí gần vệ sinh thì các bạn có thể nhìn kỹ ở đây. Đây là cái vị trí của đầu in. Đây, vị trí bóng bóng ở bên dưới nhé. Đó là vị trí của đầu in. Thì mình cần vệ sinh kỹ nhất là cái vị trí đó. Để tránh bụi bẩn hay là gì đó mà bám lâu ngày dẫn đến xước đầu in. Thì các bạn chỉ có thay chứ không có thể sửa chữa. Đây, để vệ sinh thì các bạn cần là lấy một ít bông gòn rồi tầm một ít cồn lên. Này, sau khi tầm một ít cồn lên các bạn đây vệ sinh lau qua cái đầu in này. Các bạn nhớ là chỉ có lau qua thôi, không có trả qua trả lại. Vì tránh trường hợp là lúc đó nó bông gòn có gì bùi cát hay gì ở trên này mà mình trả qua trả lại ảnh hưởng tới máy. Tiếp theo các bạn lấy một miếng bông gòn khác. Sau đó các bạn làm cho từ trả vào lại nha. Sau đó là lấy thêm một cái khác thì mình có thể là lau kỹ hơn. Lúc nào mình thấy trên bông gòn này mà trắng này, không có bụi hay là không có bụi bẩn thì mình có thể là thôi. Tiếp theo thì mình nhân tiện mình lau luôn cái trục ruler bên dưới này. Thì đây là hai vị trí mà tiếp xúc trực tiếp đối với giấy mực.
Đèn hướng tới bàn đi, để mình lau luôn cái này, cái trục ruler bên dưới này nha. Đây, mình có thể xoay cái trục này để lau hết toàn bộ trục. Thì đây là hai cái vị trí quan trọng nhất đối với máy. Thì các bạn vệ sinh những điểm đó. Thì sau khi vệ sinh xong thì các bạn lắp lại giấy mực và cắm nguồn điện, bật công tắc nguồn và tiến hành in bình thường. Vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng, gồm bao gồm là lắp đặt giấy mực, hướng dẫn vệ sinh và cách fit làm sao cho máy hiểu cái khổ giấy hiện tại mình đang sử dụng để bình tĩnh tâm luôn. Thì nếu các bạn có thắc mắc hoặc là không thể tự làm được những thao tác trên, các bạn có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật thì qua số hotline 1900 3438, nhấn phím 2 để gặp phòng kỹ thuật, thì phòng kỹ thuật sẽ sẵn sàng hỗ trợ các bạn để thực hiện các thao tác trên. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn có thể subscribe kênh của Thế Giới Bảo Vật để nhận được những video tiếp theo. Em xin cảm ơn tất cả mọi người.